Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1939. Xin kính chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1939 trong tháng 8 âm lịch trong chương trình ngày hôm nay, mọi người có thể nắm rõ về vận mệnh của quý gia chủ, từ tiền tài, gia đạo đến sức khỏe, công danh sự nghiệp. Và khi biết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa hay không, mọi người có thể lên cho mình những kế hoạch. Mọi người có thể lên cho mình những kế hoạch, hành động cụ thể để mọi việc xung quanh được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi nhất, nắm bắt được những vận may, vận khí tốt mà quý gia chủ đã được quý nhân phù trợ. Cụ thể như thế nào, về tử vi các hung nạp vận ra sao sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi đi tìm hiểu nội dung chi tiết, quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin mời mọi người hãy tiếp tục theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các gia chủ Kỷ Tỵ sinh năm 1989, tháng 8 âm lịch năm 2021. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, phô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn hay giúp đỡ người khác. Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi, rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, những lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng, tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn, tài lộc đang đứng về phía bản mệnh. Bản mệnh có thể đạt được tài lộc nhưng phải để ý đến các vụ trộm. Cửa an toàn ở nhà chặt chẽ, cố gắng tránh đi làn đường tối. Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong tháng này, gia chủ Kỷ Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 8 âm lịch, tuy gặp cục diện bán tam hợp, song tuổi Kỷ Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Cơ giác này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng, trong khi cần bình tĩnh. Càng là người ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần phải làm gì. Nếu bản mệnh muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại. Đây chưa phải là thời cơ tốt. Bản mệnh sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng, nỗ lực cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến những quyết định sai lầm. Ngoài ra, các gia chủ Kỷ Tỵ cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, ảnh hưởng lớn tới công việc mà gia chủ đang tiến hành triển khai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chờ mời quý nhân, quý thần từng trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến âm âm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Kỷ Tỵ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của gia chủ trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến bản mệnh nổi bật, mang lại sự thăng tiến, được tăng lương.
người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp gia chủ cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thật sự cần thiết. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến bản mệnh buộc phải chi tiền. Tuổi Kỷ Tỵ, nếu không biết cân đong đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 8 này, người tuổi Kỷ Tỵ hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh, bản mệnh phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại, vì những gì bản mệnh làm ngày hôm nay cũng được xem là nhân cho quả trong tương lai. Khi thời tiết thay đổi, bản mệnh nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch. Nhờ được phúc tinh cao chiếu nên nếu có các bệnh cảm mạo, đa phần đều được hóa giải, xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Những áp lực từ nơi làm việc khiến bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày. Làm cho thị lực ngày càng giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bản mệnh nên chăm tập thể dục thể thao, duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Mệnh chủ Kỷ Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Kỷ Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 8 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bản mệnh và người ấy thường xuyên trao đổi, tâm sự với nhau, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 8 gây ra căng thẳng. Khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Con giáp này nếu còn độc thân cũng mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Bản mệnh thích cuộc sống tự do tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tuy nhiên, gia chủ lại đang quá mức tự ti hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Con giáp này sẽ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất, pha tý, tuyệt dần. Đối với người tuổi Kỷ Tỵ, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 6 tháng 8, từ ngày 12 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Hợi, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 18 tháng 8, từ ngày 24 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Ất Hợi, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Tỵ tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 3 tháng 8, từ ngày mùng 9 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Canh Thân, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 15 tháng 8, tức ngày 21 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Thân, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 27 tháng 8, tức ngày mùng 3 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Giáp Thân, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh,
số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Kỷ Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp gia chủ có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người trưởng thành hơn. Vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.